Chào mừng các bạn cùng đến để giao lưu mã Morse với chúng mình nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ Chủ nhật hàng tuần nhé. Mỗi bản tin chúng ta được nghe 2 lần. Sau 15 giây, chúng mình sẽ đưa ra kết quả. Nào, bây giờ hãy chuẩn bị giấy bút để giải mã thôi. Tết Trung Thu hàng năm được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Đây là ngày Tết của trẻ em, còn được gọi là Tết Trông Trăng. Trẻ em rất mong đợi được đón Tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày Tết này, người ta tổ chức bài cổ, Trông Trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cổ. Những món ăn lưu truyền trong dân gian đều có những câu chuyện lý thú truyền tụng trong dân chúng. Bánh Trung Thu được coi là biểu tượng của sự phúc lành, đoàn tụ. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 8, mọi người đoàn tụ với gia đình, ăn bánh, trái cây, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm. Sự tích chị Hằng nghe. Tương truyền, vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện người ông mặt trời, cùng chiếu xuống mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nỏ thần bắn rụng chính ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy học săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ, mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói, uống thuốc này vào, sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy. 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn, Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh, xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm, đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông. Trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên. Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra, trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, mà còn có thêm một bóng người cử động trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu được truyền đi trong dân gian. Sự tích chú cuội cung trăng. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, thả trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời,
mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông Thời cầm bút cầm nghiêng, bà Thời cầm tiền đi chuột lá đa. Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cụi. Một hôm, như lệ thường, Cụi vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cụi bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau, anh chỉ thấy có 4 con cọp con đang vận nhau. Cụi liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cụi chỉ kịp quẳng rìu leo thoát lên ngọn một cây cao. Từ trên nhìn xuống, Cụi thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cụi ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn dập miếng trầu, 4 con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cụi vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cụi mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về. Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cụi liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già. Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cụi thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên. Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi ông lão chống gậy đi. Còn Cụi thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Cụi cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cụi vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cụi có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, Cụi lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cụi vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó quấn quýt theo Cụi, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cụi có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên Hớt Hải chạy đến tìm Cụi, vật này xin Cụi cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cụi vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cụi là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cụi. Vợ chồng Cụi sống với nhau thuận hòa, êm ấm thì thốt nhiên một hôm, trong khi Cụi đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cụi. Biết Cụi có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cụi, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cụi trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Cụi chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cụi bèn nặng thử một bộ ruột bằng đất, rồi đặt vào bụng chó cũng sống lại. Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa. Nhưng cũng từ đấy, tính nét vợ Cụi tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cụi lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần, chồng dặn vợ, có tưới thì tưới bên Tây, chớ tưới bên Đông, cây dông lên trời. Nhưng vợ Cụi hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà tưới. Không ngờ chị ta vừa tưới xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì Cụi về đến nhà. Thấy thế, Cụi hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cụi chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cụi cũng nhất định không chịu buông. Thành thử cây kéo cả Cụi bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy Cụi ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã chực sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loài chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú Cụi ngồi gốc cây đa. Nguồn thế giới cổ tích.